Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả mọi người đến với kênh bán ô tô Huy Trung. Hôm nay thì bên em mới về một chiếc Ford Laser đời 2022, form mới đèn ống ha. Xe thì chính chủ tên em, còn rất là đẹp. Đèn đuốc còn rất là sáng. Đó, form mới đời 2022, form mới. Máy thì chỉ có 1.6 thôi, phun xăng điện tử, chạy rất là lợi xăng. Xe này thì em mới chạy từ Sài Gòn về, không một lỗi lầm gì hết. Chạy từ Sài Gòn về chỉ có 900 ngàn tiền xăng thôi, xăng ăn rất là lợi. Chỉ khoảng 6 đến 7 lít trên 100 cây thôi, 6 đến 7 lít trên 100 cây thôi. Rất là lợi. Rất lợi xăng ha. Và những cái ốp gương này người ta đã được mạ chrome hết rồi, người ta đã thêm đồ chơi vào. Và những cái tay cắm cửa đã được mạ chrome rồi, sơn thì còn rất là bóng bẩy nha. Nó chẳng mưa. Giá em bán cho anh chị về đi test. Về xe này chỉ việc đi thôi, không phải làm gì thêm hết, không làm bất cứ một thứ gì hết. Máy móc ổn định, điều hòa đầu lạnh là mới thay luôn. Xe này chính chủ tên em, rút hồ sơ hoặc là công chứng trong ngày hết, làm trong ngày hết, ai cần rút hồ sơ thì công rút hồ sơ. Rút thì em rút chính chủ thì em rút 3 triệu ha. Biển Quảng Nam. Biển số còn khá là đẹp, 13033. Đó. Và 4 mâm đúc nguyên bản theo xe, 5 mâm đúc nguyên bản theo xe và lốp xe cua nữa. Đó. Sơn còn rất đẹp. Nội thất đồ còn rất bóng bẩy. Đèn đuốc sáng trưng hết. Biển chính chủ Ford Laser bản Deluxe bản đủ nha, 1.6 có vô lăng 4 chấu, cửa gió điều hòa sâu và xe được trang bị một cái camera lùi và 5 mâm đúc nguyên bản theo xe. Sơn thì còn rất là ok, vỏ còn khá là mỏng, không có làm lại nhiều, chưa có hiện tượng làm lại bao nhiêu hết, xe còn rất đẹp, chỉ nẻo nguyên bản, chưa có hiện tượng đâm đụng hay là gập nước, gầm bệ máy móc khá là ok, chưa mục mọt. Đó. Khám thì còn ở tháng 4 2019, anh chị em nào mua về đi Tết thì cũng rất là ok. Xe còn phong dáng rất là chất và xe còn rất là đẹp. Phong dáng xe nhìn rất là phong dáng xe nhìn còn rất là đời mới. Không lỗi thời. Đó, đèn hai bên còn sáng rất là sáng. Anh chị em nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại 0905 356 663 xem xe tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Giá em bán là 155 triệu bao vận chuyển và phí rút hồ sơ là 3 triệu. 155 triệu bao vận chuyển. Ai cần rút hồ sơ thì phải thêm 3 triệu nữa. Còn xe này biển chính chủ tên em, ai muốn rút hồ sơ thủ tục trong ngày hết. Đây, bản xe bản đủ vô lăng 4 chấu à. Anh đủ vô lăng 4 chấu. Đồng hồ khá là đẹp. Đó. Xe mới chạy có 11 vạn thôi, đúng 11 vạn. Ô đâu 11 vạn. Đó. Tắp lô, tắp bi rồi chưa có hiện tượng khoan đục gì hết. Chỉ có người ta dán mấy cái tượng đồ nó dính keo vậy thôi, chứ chưa có hiện tượng gì hết. Và tắp lô thì còn khá là đẹp và được trang bị một cái màn hình tích hợp camera da và khóa remote đây. Khóa remote. Khóa remote sử dụng khóa bốn 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 được hết, bốn cửa được hết và điều hòa rất là sâu ha, điều hòa máy lạnh rất sâu, con số này con số rất là cứng, không có không là nhão số đâu. Đây và một cái cam tẩu tẩu sạc, sạc này nó sạc điện thoại rất là nhanh. Đó, và bốn tổng năng hạ kính còn nguyên hết, cửa nẻo đóng rất êm. Đó. Vẫn còn báo động được bình thường hết nha. Bốn tổng là kính còn nguyên hết đây. Và cái này là cốp, này là cốp mở điện nha. Đây, cốp mở điện và đèn đèn cản đây. Đó, sau đây xin nổ máy cho anh chị xem. Máy thì nổ rất là ngọt ngào và êm. Máy 1.6 nổ rất êm. Con này máy chất, máy bao chất luôn. Máy em test từ thành phố Hồ Chí Minh về chỉ có 900 ngàn tiền xăng thôi. Và chạy thì chỉ có em chạy có 20 tiếng thôi, chạy rất là bốc. Gương này gương nâng ok hết. Tôi máy lên rất là nhạy nè. Gương chiếc hậu chỉnh ok hết nha.
thanh nghe khá là hay hết. Đầu đời sớm trưa ta hẹn nhau chẳng nói nên câu, ân tình thêm thắm thiết, ôi tiếng yêu ban đầu ghi khắc tên đôi mình hình hằng sâu lên gốc thân cây. Có âm thanh nghe khá là hay ha. Em cho nghe nhiều nó bị bản quyền, nó bắt xóa video, rất là phiền phức. Đó, còn gương nó khá là ok hết. Đó, ok hết, gương chiếu hậu bên này vẫn chỉnh được hết nha. Bốn hai gương chiếu hậu vẫn chỉnh được ok hết. Đây, chỉnh lên xuống đây, lên đây. Đó, vẫn chỉnh được hết, đầy đủ hết, ok hết, không vấn đề gì hết. Đây, sẽ được dán phim cách nhiệt mỏng rồi, nhìn khá là đẹp. Tua máy đồ kia, đồng hồ xăng rồi rất là đầy đủ. Xăng em đổ 1,5 triệu tiền xăng, em chạy từ thành phố Hồ Chí Minh về và nó còn nửa bình, thì em tính ra thì con này khá là lợi, không có hao như rất là không có lợi, rất là lợi xăng, không hao xăng bao nhiêu hết. Máy gì có 1.6 mà phun xăng điện tử nó thì lợi cực vô cùng. Đây trợ lực, trợ lực rất nhẹ, nhẹ lắm, lực nhẹ tơn này rất là lợi xăng. Và máy gì có 1.6 thôi, điều hòa cực kỳ rác nha. Điều hòa này người ta mới là thay lớp lạnh lại, người ta mới làm điều hòa là hết gần 7 triệu và rất là ok. Đây dê, đây cam ra dê đầy đủ hết đó, cam dê đầy đủ rất rõ nét nha, cam dê rất là rõ nét đó, không phải là những cam thường đâu, rất là rõ. Đây số, đây số rất là nhẹ, đây số rất là nhẹ nè. Đó, em chạy từ Sài Gòn về không vấn đề gì hết. Anh chị nào kết thì nhanh tay liên hệ số điện thoại 0905 356 số 3, xem xe tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Liên hệ em để rước một chiếc Forester về đi Tết. Đó, đèn đốt đây, ban đêm rất là sáng, đèn này ban đêm cực kỳ sáng. Đó, đèn đầy đủ hết, 3 đèn luôn, không phải một đèn đâu. Và giấy tờ của xe đây. Cho anh chị xem hết, máy gì có 1.6 rất là lợi xăng. Và con này là bản đủ nha. Bản đủ đề lưu xe, bản đủ hết, máy 1.6 đời 22, vô lăng 4 chấu nè, có túi khí đàng hoàng, vô lăng 4 chấu túi khí, có túi khí hoài đàng hoàng nha. Đây, khám tỉnh Quảng Nam nè. Vừa rồi em có đi công tác ở Sài Gòn về thì em chạy từ Sài Gòn về không lỗi lầm gì hết. Lốp hai lốp trước là người ta mới thay hoàn toàn hết nha, đời 22, máy 1.6 nè. Đó, anh chị nào cần thì liên hệ nha. Đó, những anh chị nào ở Quảng Nam thì đến thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam xem xe. Còn những anh chị nào ở xa thì hãy xem kỹ video của em rồi gọi điện cho em để mình chốt giao dịch mua bán luôn. Gọi điện cho em để anh em mình bàn cách thức giao dịch mua xe ở xa. Đó, đầy đủ hết. Máy nổ khá là êm ha. Máy nổ thì thầm luôn á. Đây, dĩ nẻo còn nguyên hết. Ngay cả cái tem của xe nó còn nguyên, cũng còn nữa nè. Đó. Đó. Cấp bi rồi còn khá là đẹp hết. Cấp bi còn rất là ok. Và chỉ nẻo còn nguyên đây. Chỉ nẻo còn ok hết. Chỉ nẻo bốn cánh ok hết. Chưa có hiện tượng đâm đụng hay là ngập nước gì hết. Và bộ cái da sâu còn rất là đẹp. Bộ cái da màu đen còn rất là đẹp. Và cửa gió điều hòa sâu đây. Đó, đầy đủ hết, không thiếu thứ gì. Đó, xăng thì ăn rất là lợi, chỉ tầm khoảng 6 đến 7 lít trên 100 cây thôi. Đây, cốp đây. Đó, nhấn một cái là mở thôi. Đây, biển 92A, chính chủ à. Đây, cốp sau được làm bằng nỉ đây. Đây, còn nguyên hết, còn mới tinh hết, chưa có hiện tượng mục mọt gì hết. Đây, gầm bệ mới tinh hết, chưa có hiện tượng nè. Đây, những cái miếng mà người ta dán cách âm nguyên zin theo xe là vẫn còn hết, lốp xe cua là 5 ông đúc hết. Cốp nỉ còn khá là đẹp. Gầm bệ đây, chưa có hiện tượng mục mọt hay là ngập nước gì hết nha.
đây còn nguyên hết, chưa có hiện tượng mục mọt hay là ngập nước gì hết. Giá trên bán chỉ có 155 triệu qua vận chuyển, anh chị em nào kết thì nhanh tay liên hệ số điện thoại 0905 356 663, xem xe tàu hàng Đại Lộc tỉnh Quảng Nam. Những anh chị nào ở gần đây thì vào thị trấn Ái Nghĩa xem xe, còn những anh chị nào ở xa thì xem kỹ video để mình chốt luôn. Đó, xe thì em tả chuẩn, anh chị nào thích thì liên hệ thôi, không phải bàn cãi gì về xe này hết. Đó. Còn phí rút hồ sơ phải thêm 3 triệu nữa nha. Bởi vì em không có bao hồ sơ, em chỉ bao vận chuyển thôi. Xe còn ok hết, máy nổ thì thầm, máy nổ rất là nhỏ. Đây, chỉ nẻo zin theo xe còn nguyên hết. Đây, chỉ nẻo zin hết. Chưa hiện tượng đâm đụng hay là nước. Gầm bệ thì còn rất là ok. Gầm bệ chưa có hiện tượng mục mọt bao nhiêu hết. Đây. Gầm bệ chưa có hiện tượng mục mọt gì hết nha. Nó máy nổ khá là êm. Đó, Ford Laser đời 2022 phong mới. Máy nổ khá là êm. À, xe này người ta đã gắn cái logo hình cánh chim này nhìn rất là sang trọng. Đó, những cái tem á, sơn thì còn rất là ok. Về không phải làm gì thêm hết. Bánh đủ, vô lăng 4 chấu. Cửa gió điều hòa sâu và 5 bông đúc nguyên bản theo xe. Đó, hai lúc trước là người ta mới thay nè. Đó, lúc mỏng còn rất là đẹp. Mới thay hết. Đây, máy đây, máy nổ rất là êm. Máy chỉ có 1.6 thôi, phun xăng điện tử, máy nổ rất là êm. Đó. Đây, cột kè hai bên còn nguyên bản hết. Chưa có hiện tượng đâm đụng hay là ngập nước gì hết nha. Chưa có hiện tượng đâm đụng hay là ngập nước gì hết, những cái tem của xe còn nguyên hết đây. Đây, cột kè còn ok hết. Bình ắc quy còn ok. Xe này thì không lỗi làm gì hết, máy móc thì nổ rất là êm. Máy em chạy từ Sài Gòn về không một lỗi làm gì hết. Đây, có cấp nó cơ bô này, nó cơ bô còn rất đẹp. Và ngay cả cái miếng nỉ zin theo xe nó vẫn còn, nhiều xe làm thấy cái nỉ mà nắp capo này nó mất tiêu rồi và không còn nữa. Và xe này thì máy nổ rất là ok, em ru, không có hiện tượng nhớt hay giờ gì hết, máy rất khô ráo ha. À, máy rất khô ráo và cái lốc lạnh người ta mới thay, lốc lạnh người ta mới thay dưới đây này, còn mới can hết. Anh chị em nào kết thì nhanh tay liên hệ số điện thoại 0905 356 663, xem xe tại huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam nha. Giá em bán chỉ có 155 triệu bao vận chuyển thôi. Một chiếc Ford Laser đời 2022 phong mới còn rất là đẹp. Và đèn tuy là đời 2022 nhưng thôi, nhưng mà đèn của nó đã là đèn bi sinh nông rồi, đèn bi sinh nông nguyên bản theo xe rồi. Và cái chó đèn của xe nó còn rất là sáng. Đó, đèn đi ban đêm rất là sáng. Không cần phải gắn thêm đèn trợ sáng nào gì hết. Còn phí rút hồ sơ là phải 3 triệu, còn giá em bán là 155 triệu bao vận chuyển. Những anh chị nào ở Quảng Nam thì đến thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam để xem xe. Còn những anh chị nào ở xa thì xem kỹ video để alo em để mình bàn cách thức giao dịch mua xe. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị. Các anh chị nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nhiều hơn. Rồi.